Rồi, hello anh em nha. Chúc anh em có một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ nha anh em. Tối nay thì một clip và một với một con máy duy nhất trong đêm hôm nay. iPhone XS Max anh em. Lâu lâu mà có coi, mấy dòng máy cao rồi mình bán không có bán nhiều anh em. Bán chậm chậm nên là biếng lấy gì. Con này lâu lâu có mấy anh em nào tiến đồ của XS Apple iPhone á thì alo cho mình nha. iPhone thì mình bán dòng thấp thôi. Lâu lâu có con mấy đời cao mà rất là đẹp. Con này anh em coi đi. Lướt sơ một dòng á thì gần như không có vết trời. Đó, đẹp tầm 99 là chắc chắn rồi. Sườn siết đồ nhìn thấy rất là keng nha anh em. iPhone XS Max nha. XS Max thì anh em biết rồi, màn hình nó là 6,5 inch. RAM 4, bộ nhớ 64. Con này bộ nhớ 64 GB, pin của nó là 3.001 nha anh em, 3174 á, nó gần 3.002. Xài được hai sim nha anh em, một e sim và một là nano sim. Anh em thích xài hai sim thì xài bỏ vô bình thường. E sim là anh em phải lên nhà mạng người ta ghép sim. Con này kính gần như không có vết trời, mình dán cái miếng cường lực full cho anh em luôn này, đẹp quá. Mà mấy dòng đời cao này phải bảo vệ cẩn thận anh em, bán ra thì kèm sạc, dán cường lực cho anh em, ốp lưng đầy đủ ha, bao ship, giá phải nói là bao tốt cho anh em luôn. Con máy này XS Max này bảo đảm không có chỗ nào có thể rỉ hơn được. Anh em không tin thì xíu nghe giá nha. Con này là của LL của Mỹ nha anh em, máy Mỹ nha, LL máy quốc tế, hoàn toàn không có dính một cái gì gọi là tài khoản nha. Anh em mua thì mình sẽ tạo giùm anh em tài khoản bỏ vào thì về xài thôi. Face ID, pin, tình trạng pin 94% anh em. Máy nguyên zin nha anh em, cam kết em nguyên zin 100% nha. 94% pin. 94 có nghĩa là pin nó còn được 94% đó, sạc chắc cũng vài trăm lần. Con này sạc phải hơn 100 lần. Pin còn 94%. Được cái là máy zin XS Max. Anh em xài rất là ok, máy đẹp tầm 99 hơn 99% luôn. Cái xà beng luôn. Đó. Đẹp quá đẹp luôn. Anh em nào mà thích XS Max thì alo cho mình nha. Màn ring, vỏ ring nguyên hết toàn bộ. Tất tần tật từ A tới Á luôn anh em, ring hết nha. XS Max 64 GB. Bao ship kèm sạc cho anh em đầy đủ về tới nhà luôn. Giá của nó là 13 năm nha anh em. 13 triệu 500. Bao giá phải nói là rẻ nhất Việt Nam luôn anh em. Đó, anh em không tin cứ tra giá theo dõi đi rồi alo cho mình, cũng không có gì là muộn hết ha. Số điện thoại đặt máy của mình là 0355 356 356. Máy này anh em nào mà kết thì cọc trước cho mình 200k Viettel thôi là mình sẽ gửi tận nhà cho anh em. 200k Viettel là được rồi anh em. Còn nếu mà anh em nào mà chuyển khoản thánh cho mình luôn á thì sẽ có phí chút đỉnh, có phí chút đỉnh cho anh em. Còn không thì anh em cứ cọc trước cho vài trăm ngàn thôi là gửi tận nhà. Mà cái máy đời cao này thì dính thêm một mớ phí bảo hiểm luôn này nọ anh em. Nên là mình bán cái giá 13 năm là thực sự anh em là bán cho vui nha. Tại vì mình thu của thằng cu em á, nó mua xài được đâu mấy ngày, hết tiền. Hết tiền anh em, mới bán lại cái giá ra cho anh em chứ không phải là cái giá này anh em kiếm không có ra đâu nha. Cái giá 13 năm mà bao luôn anh em không kiếm ra được cái giá này. Thực sự luôn. Tại vì cái con này mà nhập nhập vào giá sỉ nó đã trên 13 rồi. Đó. Nên là những chỗ khác nó bán anh em phải 14 hoặc là hơn 14 nha anh em. Chứ không có giá 13 năm. Một con duy nhất, anh em nào cần thì alo ha. Sớm nha anh em. Rồi thằng ấy chào anh em và chúc anh em một buổi tối chủ nhật vui vẻ bên gia đình nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục clip mới. Anh em nào yêu quý kênh thì nhớ ủng hộ, đăng ký bằng cho mình một like, một đăng ký kênh để giúp cho kênh mình được phát triển thêm tí nữa nha. Rồi chào anh em.